Đây quý vị ạ, đây nhà ông cụ đây này, quý vị nhìn thấy này, liêu xiêu lắm rồi. Thì cũng rất là mong muốn ngày hôm nay thì Hiệp mua những cái đồ này, còn những cái phần quà còn lại thì Hiệp sẽ giữ lại để cố gắng kêu gọi thêm để sửa sang lại ngôi nhà cho ông cụ. Mưa gió dột đổ bất cứ lúc nào luôn quý vị ạ. Ông ơi, ông đang làm gì đây? Ông ăn sáng gì chưa? Con lại sang thăm ông đây rồi. Để con bật cái điện lên cho nó sáng một tí nhỉ. Đấy. Hôm nay con sang đây cho lại sang đây thăm ông, lại có đồ đạc các thứ vừa rồi này. Quý mạnh thường quân biết đến hoàn cảnh của ông ấy, lúc mà con ghi hình ấy thì là mọi người cũng biết đến hoàn cảnh của ông và đã cũng chia sẻ và gửi cho ông những cái đồ này. Đấy.